Thưa quý vị, cứ đặt 5 loại quả này lên trên bàn thờ thần tài thì ngày hôm sau khách kéo đến ùn ùn, tiền vàng đếm mỏi tay. Vâng, hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thay mặt cho những người làm chương trình này, Diễm Quỳnh xin gửi lời chúc sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an tới tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, bốn mùa xuân hạ thu đông luôn nối tiếp nhau qua đi và để lại trong lòng chúng ta rất nhiều hoài niệm tiếc nuối về công danh và sự nghiệp. Ai trong chúng ta cũng mong muốn bốn mùa mưa thuận gió hòa, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc hơn năm cũ. Và cũng chính vì lý do đó mà những gia đình làm ăn kinh doanh đều gửi gắm niềm mong muốn thịnh vượng đó qua các vị thần. Đặc biệt, niềm tin tâm linh ấy được thể hiện rõ qua việc thờ cúng bàn thờ thần tài. Vào các dịp lễ Tết thì mâm ngũ quả càng được các gia chủ quan tâm chú ý để mang lại nhiều tài lộc, tăng thêm phần may mắn. Tuy nhiên, việc chọn hoa quả gì trong mâm ngũ quả lại là vấn đề mà chưa nhiều quý khán giả biết đến. Vì vậy, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn 5 loại quả cứ đặt lên trên bàn thờ thần tài thì tiền vào như nước. Sau đây xin mời tất cả quý anh chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Thưa quý anh chị, văn hóa phương Đông quan niệm bàn thờ thần tài là vị trí được các gia đình quan tâm và ưu tiên hàng đầu, là nơi thờ cúng thần linh và cũng là nơi bày tỏ niềm tin sẽ an khang thịnh vượng, buôn may, bán đắt. Chính vì ý nghĩa linh thiêng như vậy, việc bày biện trên bàn thờ không được phép tùy tiện. Các loại bánh kẹo, hoa, nhất là trái cây dùng để thắp hương cần phải được chú ý về mặt hình thức lẫn ý nghĩa. Tuy nhiên, không mấy ai biết được ý nghĩa biểu tượng của từng loại trái cây dâng lên bàn thờ. Bởi lẽ trái cây chính là món quà tặng của mẹ thiên nhiên. Quan niệm kết quả thể hiện sự viên mãn đủ đầy là biểu tượng lời cầu nguyện của con người. Vì thế trái cây trong phong thủy dâng lên bàn thờ gia tiên hay bàn thờ ông địa thần tài thường được phân chia loại dựa vào đặc trưng tuổi thọ, giàu có, sự thịnh vượng và phát triển sinh sôi. Theo phong thủy, khi chọn trái cây dâng lên bàn thờ, gia chủ nên chú ý đến màu sắc, số lượng và biểu tượng của từng loại để nguyện cầu được chứng giám. Theo một truyền thuyết duy vật khác từ xa xưa thì tất cả mọi vật đều được tạo từ 5 yếu tố khác nhau: kim loại là kim, gỗ là mộc, nước là thủy, lửa là hỏa và đất là thổ, gọi là ngũ hành. Với kim là màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ, thổ màu vàng. Chính vì thế mà tục thờ cúng mâm ngũ quả cũng bắt nguồn từ tư tưởng này. Ngũ ở đây là 5 biểu tượng, là biểu tượng chung của sự sống. Quả là biểu tượng thể hiện sự sung túc thông qua cấu tạo của nó. Trong quả có chứa hạt tượng trưng cho sao. Quả bao quanh vũ trụ, ý nghĩa là sự sinh sôi cũng như trường tồn bất diệt của sự sống. Ngũ quả thể hiện sự tập trung của các loại trái cây trong đất trời. Ông cha ta chọn ra 5 trái cây trên bàn thờ thần tài với tâm ý. Những sản vật này được làm từ công sức, mồ hôi cũng như nước mắt của người lao động dâng lên đất trời thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ, vạn vật sinh tồn. Tư tưởng cũng như hình ảnh ấy đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt Nam ta từ xưa đến nay. Mâm ngũ quả là mâm quả gồm 5 loại trái cây khác nhau. Mỗi loại đều tượng trưng cho những ý nguyện riêng qua các tên gọi và màu sắc khác nhau. Bên cạnh đó, ngũ còn mang ý nghĩa cho phúc quý thọ khang ninh. Loại quả đầu tiên được chọn mang trong mình vẻ đẹp thanh mát, nhẹ nhàng, đó chính là những trái cam tươi, mọng nước. Theo phong thủy, đây là loại quả mang đến sự may mắn, dễ dàng xua đuổi xui xẻo, cầu chúc cho gia đình được thịnh vượng, bình an cả đời. Ngoài ra, quả này còn có mùi thơm dễ chịu, tâm thanh tịnh khí, rất phù hợp với đặt trên bàn thờ thần tài. Một loại quả nữa mang đến sự bình an may mắn nữa chính là quả táo. Theo tiếng Trung Quốc, táo có cách phát âm khá giống từ hòa bình, mong muốn mưu cầu hạnh phúc ấm êm. Bởi vậy, loại quả này cũng được coi là biểu trưng của sức khỏe, bình an, sự hòa hợp của các thành viên trong gia đình. Táo đỏ là loại quả được ưa chuộng nhất vì nó mang màu sắc của may mắn, ý nghĩa tốt lành. Bên cạnh đó, táo xanh, táo vàng cũng được sử dụng rộng rãi. Trái đào vốn được xem là biểu tượng của tuổi xuân, bởi lẽ chỉ khi vào xuân đào mới ra hoa rồi kết quả. Bên cạnh đó, mùa xuân cũng được cho là mùa tốt nhất để các lứa đôi nên duyên. Cũng vì lẽ đó mà trái đào còn được gọi là biểu tượng của hôn nhân, mang lại hạnh phúc, một sự khởi đầu tốt đẹp. Ngoài ra, đào tiên còn được yêu thích và hay xuất hiện trong nhiều truyền thuyết sự tích của người Trung Hoa.
và nó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bất tử, sức khỏe, tuổi thọ và giàu có. Thế nên, chưa biết cúng ông địa trái cây gì thì bạn có thể lựa chọn quả đào. Dứa không chỉ mang trong mình một mùi hương ngào ngạt, mà dứa còn được biết đến là biểu tượng của phong thủy truyền thống, mang ý nghĩa may mắn, thành công và thịnh vượng vững bền mãi về sau. Nếu trưng chúng trên bàn thờ thần tài, có ý nghĩa đó là mang đến sự may mắn, thơm tho, sung túc đến gia đình. Những chồi non tươi tốt bung xòe, nở đầu trên quả dứa mang thêm ý nghĩa của sự phát triển mạnh mẽ trong công việc làm ăn hay ngụ ý mong muốn con cháu đầy nhà. Cuối cùng thì trái nho, đây cũng được gọi là một loại trái cây, ông địa cực kỳ quen thuộc. Đại diện cho sự thành công, tượng trưng cho sự đa dạng dồi dào phong phú về vật chất. Không những vậy, trái nho còn là biểu tượng trong phong thủy truyền thống, giúp hóa giải về các vấn đề sinh con một cách tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại trái cây mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy như lựu, chuối, bưởi, quả bòng, quả phật thủ. Đồng thời cũng cần phải lưu ý đến màu sắc, số lượng để lựa chọn đúng đắn. Ngày nay trong bất cứ ngày lễ Tết và rằm, không thể nào thiếu trong bất cứ mâm lễ nào đó chính là hoa quả. Không chỉ đơn thuần là lễ vật dâng lên bề trên để thể hiện lòng thành kính và tấm lòng hiếu thảo của gia chủ, mà còn chính là hy vọng cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vì thế mà các gia chủ vẫn thường thắp hương mâm ngũ quả. Quả chính là những giá trị tốt đẹp và tinh túy nhất trên đời, trên trời đất sau bao năm tháng mới có thể hình thành. Thức trời này được dùng để dâng lên bề trên với những giá trị tốt đẹp nhất. Qua đó như thể hiện được tấm lòng và những điều chân quý của con cháu đối với bậc tiên tổ để mong chứng giám và phù hộ độ trì cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Lễ vật này có cầu kỳ hay đơn giản là phụ thuộc vào điều kiện kinh tế cũng như tấm lòng của gia chủ. Tuy nhiên, không có nghĩa rằng lễ vật càng cầu kỳ thì mới thể hiện được hết tấm lòng của bạn. Cái chính đó vẫn là sự chân thành của mỗi người. Đối với từng vùng miền khác nhau cho nên mâm ngũ quả cũng có sự khác nhau. Ngũ ở đây có nghĩa là năm, là biểu tượng của sự sống. Quả chính là biểu tượng thể hiện sự sung túc thông qua cấu tạo của nó. Trong quả có chứa hạt tượng trưng cho sao. Quả bao quanh vũ trụ, ý nghĩa chính là sự sinh sôi cũng như trường tồn bất diệt của sự sống. Ngũ quả thể hiện sự tập trung của các loại trái cây trong đất trời. Ông cha ta chọn ra 5 loại trái cây cúng trong đêm giao thừa với tâm ý. Những sản vật này được làm từ công sức, mồ hôi cũng như nước mắt của người lao động, dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ, vạn vật sinh tồn. Tư tưởng cũng như hình ảnh ấy đã đi sâu vào tiềm thức của người Việt Nam ta từ xưa đến nay. Cha ông chúng ta dùng câu đông bình tây quả là để chỉ cho đời sau dễ hiểu hơn trong việc bày trí trên bàn thờ gia tiên cho đúng và phù hợp. Bàn thờ gia tiên được bày trí hướng ra cửa chính là hướng nam, thì phía tay trái là hướng đông, phía tay phải là hướng tây. Qua đó, bày trí bình hoa bên tay trái hướng đông và đĩa quả bên tay phải hướng tây trên bàn thờ. Hướng đông đặt bình hoa tượng trưng cho mùa xuân, đơm hoa, hướng tây tượng trưng cho mùa thu, thu liễm, nơi kết trái. Có thể thấy rằng, việc lựa chọn các loại quả vô cùng quan trọng trên bàn thờ thần linh. Theo phong thủy thì đông bình tây quả, tức là phía đông đặt bình hoa, còn phía tây đặt hoa quả. Đối với đĩa trái cây, thường đặt ở vị trí bên trái và xếp theo mâm ngũ quả. Khi thắp nhang, gia chủ nên rót 5 chén nước xếp theo hình chữ thập, tượng trưng cho ngũ hành phát triển sinh sôi. Ngoài ra, việc lau sạch bàn thờ vô cùng quan trọng. Nhiều người có thói quen tắm cho thần tài, cho mát mẻ và tăng thêm sự linh thiêng sẽ giúp may mắn hơn. Cũng theo kinh nghiệm của nhiều người buôn bán làm ăn kinh doanh thì mỗi khi có việc gì đó, họ sẽ thường thắp hương cầu xin thần tài để những gì mình sắp được làm sẽ suôn sẻ, may mắn thuận lợi. Thưa quý vị, các cụ ta vẫn có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đó chính là câu nói cửa miệng của người Việt Nam ta từ bao đời. Tục thờ cúng thần tài chính là tín ngưỡng, là nét văn hóa tốt đẹp cần phải được duy trì và lưu trữ. Tuy nhiên, trong quá trình thờ cúng, có không ít gia chủ gặp phải một số rắc rối khi lựa chọn hoa quả dâng lên bàn thờ. Vì vô ý mà không ít người đã phạm phải một số điều tối kỵ. Để giúp cho bạn tránh được những điều này, dưới đây sẽ là một số lưu ý khi mà lựa chọn hoa quả để thắp hương mà bạn không nên bỏ qua. Mời các bạn cùng theo dõi. Thường thì nhiều gia đình có thói quen trưng hoa quả gia tiên trên bàn thờ là hoa quả giả để đem đến không gian sung túc hơn. Tuy nhiên, đây chính là một trong những điều cấm kỵ mà bạn nên biết.
hoa quả già để cúng trong ngày rằm sẽ khiến cho bề trên phẫn nộ và thể hiện sự bất kính. Chính vì vậy, vào ngày lễ bạn không nên sử dụng hoa quả già để thắp hương mà nên lựa chọn hoa quả tươi bạn nhé. Trong quan niệm tâm linh và phong thủy, loại hoa quả tươi sẽ mang đến cho bạn những điều tốt lành và có lợi cho yếu tố phong thủy trong gia đình của bạn. Thực tế có khá nhiều gia đình quan niệm rằng trong gia đình thích ăn gì thì có thể lựa chọn loại quả đó để thắp hương. Mặc dù quan niệm này không sai, nhưng các gia chủ cũng cần phải cân nhắc và lựa chọn loại hoa quả phù hợp nhất để thờ cúng. Bạn không nên lựa chọn những loại quả có gai sắc nhọn để thờ cúng trên bàn thờ, vì theo nhiều quan niệm, loại quả này sẽ gây ảnh hưởng và làm lục đục gia đạo. Bên cạnh đó, có thể đem đến nhiều điều không may mắn cho các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế lựa chọn những loại sản phẩm, những loại quả có mùi thơm quá nồng, không phù hợp với không gian thờ cúng. Thế nên gia chủ cần phải lựa chọn những loại hoa quả có mùi dễ chịu và đem đến sự nhẹ nhàng cho gian thờ. Bên cạnh việc không thờ cúng bằng hoa quả giả, bạn cũng tuyệt đối không nên lựa chọn hoa quả đã chín nẫu để thờ cúng vào ngày lễ Tết hay ngày rằm. Chính điều này đã vô tình thể hiện sự bất kính đối với bề trên. Thực tế có thể dễ thấy là một loại quả chín nẫu sẽ nhanh chóng bị hỏng và dễ thu hút các loại côn trùng ghé thăm. Theo đó mà không gian thờ cúng trở nên mất lịch sự, mất linh thiêng và bị ô uế. Đây là một điều cấm kỵ, bởi vậy bạn nên chọn những loại trái cây vừa chín tới hoặc chín để trưng bày thêm đẹp mắt. Một điều mà gia chủ không thể bỏ qua đó chính là hạn chế không lựa chọn những loại quả mọc sát với mặt đất. Vì có nhiều người cho rằng mặt đất chứa nhiều điều, nhiều vật không tốt, dễ gây bất kính với thần linh. Thay vào đó, bạn cũng nên lựa chọn những loại hoa quả trên cao và không nên lựa chọn những loại trái cây có họ hàng với cà chua, me hay là quả thanh trà. Vào ngày rằm hay bất cứ ngày lễ nào, khi thắp hương không bắt buộc bạn phải thắp hương mâm ngũ quả, bạn nên thắp hương với số loại trái cây, với số lượng lẻ để đem đến nhiều may mắn. Trong yếu tố tâm linh, số lẻ chính là con số mang ý nghĩa đến cho bạn có nhiều tài lộc. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của Phong Thủy Gia Cát. Hy vọng rằng qua những thông tin vừa rồi, chúng ta đã có thể lựa chọn được những loại trái cây phù hợp để dâng lên bàn thờ thần tài để giúp tiền vào như nước rồi đúng không ạ? Để không bỏ lỡ các video hay mà chúng tôi sẽ truyền tải tới tất cả quý vị trong thời gian sau này, quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông và có thể nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.